theo đuổi đam mê xe đạp cũng 17 năm rồi. Hạnh phúc nhất là vì tấm huy chương vàng 31 tại Việt Nam cũng là dấu mốc đáng nhớ nhất của em. Đua xe đạp là một trong những môn được coi là khốc liệt nhất trong những môn thể thao. Đối với nữ thì đây vẫn là môn đòi hỏi sự hy sinh, vất vả vô cùng lớn. Cô đơn Đinh Thị Như Quỳnh sẽ giúp quý vị khán giả hiểu một phần nào đó về câu chuyện này. 3 lần vô địch 3 kỳ SEA Games, vinh quang luôn đi cùng sự nỗ lực của bản thân. Như Quỳnh không chỉ vượt qua những năm tháng tập luyện khó khăn, gian khổ, mà cô còn vượt qua những nỗi đau của tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giành huy chương vàng đầu tiên SEA Games, lúc đó em 19 tuổi. Nhưng ở kỳ SEA Games sau đó em không còn nhiều cơ hội để giành huy chương. Khi SEA Games 2015 và 2017 bỏ nội dung băng đồng sở trường của em, lúc này em lấy chồng sinh con nhưng tưởng từ giã đường đua. Nhưng SEA Games 2019 em quyết định trở lại. Đến 2019 thì em bắt đầu tập luyện và bản thân em cũng cố gắng tốt và cũng đạt được tấm huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines. Có lẽ năm 2022 là một năm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, là năm khiến em vượt qua nhiều khó khăn nhất và cũng gặt hái nhiều thành công nhất. Tuy nhiên thành công bao nhiêu thì nỗ lực, sự cố gắng của em hơn tất cả những gì đã trải qua. Khi em tham dự giải BWC Cup Bình Dương thì em cũng có tin buồn bố mất. Thì bản thân em cũng cố gắng để thi đấu với cả đội. Em chuẩn bị thi đấu thì bố có động viên là cố gắng lên con. Cái nỗi đau đó là ám ảnh, lúc nào cũng có cái nỗi buồn và cũng nghĩ là không biết, không bao giờ nghĩ sẽ quên được. Đi thi đấu về hoặc từng chặng một thì cái cảm giác lúc đó em nghĩ là mình không nghĩ là sao mình có thể vượt qua được. Khi em bước vào thi đấu BWC thì em đã giành được áo vàng và từ chặng 1 đến chặng 10 và suốt 9 năm chưa có ai làm được. Em nghĩ là bố em luôn ủng hộ cho em. Sau nỗi đau về tinh thần, em chuẩn bị cho SEA Games 31 với quyết tâm cao nhất. Xa con, xa gia đình, tập luyện tại đường đua tỉnh Hòa Bình trước SEA Games 31 2 tháng. Mọi nỗ lực ấy đã giúp tôi trở thành trong sự nghiệp của mình. Để chuẩn bị cho SEA Games 31 vừa rồi thì em cũng xa gia đình và xa con. Bản thân em cũng rất là áp lực. Tại vì SEA Games 31 ở Việt Nam, cái đầu tiên của em là làm thế nào để bảo vệ được tấm huy chương vàng 2019. Vietnam 2021 is Đinh Thị Như Quỳnh. Nhờ sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, Như Quỳnh đã khẳng định mình tại SEA Games 31. Mọi khó khăn không khiến Quỳnh nản lòng. Huy chương vàng SEA Games 31 đã khẳng định cô là một trong những tay leo đèo cự phách của xe đạp địa hình nữ Việt Nam. Người con gái nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực và lòng quyết tâm khiến mọi người nể phục với chút thành tích thể thao đáng tự hào của mình. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn quý vị vào giờ này ngày mai. Hai mươi năm gắn bó với đua xe đạp, 3 lần giành huy chương vàng SEA Games.
niềm vui, có vinh quang, có nhưng em phải trải qua nhiều sự hy sinh, em phải cố gắng rất nhiều mới được những thành tích như hiện tại. Cuối năm nay là chuẩn bị cho đại hội 2022 thì em sẽ cố gắng đạt được những cái thành tích như mong muốn ạ.